Hello cả nhà, sắp đến 5 giờ rồi, mọi người đã chuyển cái đồng token MV về ví spot của mình để giao dịch nha. Mọi người vào trung tâm BPay á, mọi người vào lên buôn. Đây, mọi người chuyển về, mọi người vào tài sản và tài khoản BPay chứ. Đó, mọi người bấm chuyển. Đó, chuyển từ tài khoản BPay đến tài khoản spot, người gõ chữ MV vào nha. Đó, hiện tại thì mình chuyển hết rồi, thế nên mình không còn gì để chuyển nữa. Đấy, tài khoản của mình là 1011 MV, nó nằm ở spot vào nha. Người tranh thủ nha. MV của mình đây nha. Không sao, mọi người cứ thấy cũng không sao nha. Hẹn mọi người 17.